Thôi bỏ riêng bị cắn này. Ở trong nhà. Bắn gì vậy ba? Không gì cắn ba? Chú bộ xem đi đâu. Chú chụp đây chú bộ. Thôi bỏ riêng bị cắn này. Ở trong nhà. Bắn gì vậy ba? Không gì cắn ba? Chú bộ xem đi đâu. Ở trong này ba ơi. Dám to to không? Chú bộ xem như nào. To. To. Đừng cẩn đống ra chú bộ. Để xem nào. Rồi. Bà vào yên tâm để xem là rắn gì đã. Nếu mà ừ em yên tâm đi. Bố bà bình tĩnh thôi. Bố bà bình tĩnh thôi. Ui chú. Rắn gì? Rắn gì đấy? Hổ mang ôi xin xem như nào, bắt đi xong rồi bắt đầu cứu bà đi. Ui ôi bà đợi đi. Bà đợi sư phụ cho bắt. Ui bà giữ chặt đấy nhá. Đấy đấy sư phụ ơi, giữ đây bà cứ bình tĩnh thôi. Bà cứ bình tĩnh thôi bà. Vâng bà yên tâm đi. Bà cứ bình tĩnh thôi. Ui cẩn thận đấy Su. Con này nó hung á. Su xem nào, bắt luôn đi. Về cứu bà đi. Rồi đấy Su. Đi. Bành dìu bà. Bành dìu bà đi. Dìu bà sang bên chỗ nhà Su đi. Đưa về nhà đi. Mọi người à, đã hổ mang cắn rồi. Nguy hiểm luôn. Nói nhanh Su. Đi Su. Chết rồi, nhanh. Ông bà về. Bố bà cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh, về đây cho đóng cửa nhá. Cho bà ngồi ghế kìa. Mày. Ông bà cứ bình tĩnh thôi, bà không phải lo đâu. Chú cháu trước được mà. Bà ngồi đấy. Bà ngồi yên đấy. Bà ngồi đi. Lấy thuốc đi. Chú bà đi. Không sợ đâu bà cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi bà. Không có gì đâu bà, bố Su cháu có cách chữa mà. Mày nghe, để bà ngồi đấy xong rồi. Để ta kia lấy mấy lá cái kim vàng. Mày lên lấy lá kim vàng đi. Rào đéo được. Ôi, đây Su lấy rào cho mày. Ở trong bếp này. Nhanh Su. Bà cứ đại cháu tí. Bà đợi tí, không bị gì đâu bà. Bà cứ bình tĩnh thôi. Hôm nay sư phụ cháu chữa được mà. Hổ mang cháu chữa được, mày yên tâm. Mày yên tâm đi. Mày vẫn còn một mẫu nhỉ. Cũng may đấy nhỉ. Giờ cố chữa đồ sư phụ. Mày yên tâm, cứ bình tĩnh không? Cái này càng lo là càng nguy hiểm đấy bạn. Mày cứ bình tĩnh thôi. Mày cứ bình tĩnh thôi, không phải lo gì cả. Không phải lo lắng gì đâu. Đi sư phụ. Đó mạnh sư phụ. Mày không biết là vặt như thế nào? Vặt lá cây kim vàng ấy. Mày cơ. Đúng rồi. Chạy ăn sau rồi, chạy ăn sau rồi. Đây là cái bài thuốc chữa rắn cắn của riêng mình nhé mọi người nhé. Tí nữa mình sẽ nói cho mọi người xem là những cây gì tạo lên cái bài thuốc này mọi người nhé. Sẵn hả mày? Đây mày, nhanh. Lấy cốc nước. Đây là cây... Mày lấy cốc nước. Lá cây bạch trì nam cũng được. Nào. Lấy cốc nước nóng ấy. Sụp hòa bột đúng không? Hòa nước. Cái này phải lấy nọc lấy nước nha mọi người. Nào mang lại đây bà nhé. Đưa bát đây. Sụp. Cây này tí là mình sẽ nói cho mọi người xem là biết là cây gì nha. Nhưng mà để ý thuốc cho bà đã nhá. Sụp đổ đi. Vâng ba yên tâm đi. Con này nó độc mà cắn vào đau lắm. Con hổ mang này cắn buốt lắm, cứ yên tâm. Bà uống mấy bát này là đỡ mà cứ yên tâm đi, không phải lo đâu. Nhiều con này không nhận nó cũng to nhỉ, nhiều độc nó cũng chiếc. Nó cắn vào đầu ngón tay hả bà? Mày đâu có ép mày ngủ ở đấy chứ. Ngủ, đang ngủ bà gọi. Cầm cái bát thuốc này vật đây, cầm bát này vào cho bà uống.
cứ để bán đấy, để bán đấy. Đúng rồi kìa. Bánh ơi. Bánh ơi, sư phụ gọi. Đi chạy sang bên cạnh này vặt quả đu đủ lon đấy. Đu đủ lon đấy. Mang nhanh vào đây sao? Mở đu đủ đây anh ơi. Đi lên đi. Sư phụ gọi đi. Thì nó chảy. Mày vừa vặt được đu đủ đâu? Em vặt ngay bên cạnh đi. Ở vườn bên cạnh ngay. Rồi vào đắp. Vào đắp xuống. Xem cái nào, cứu vào. Cho. Ủa này, nó máu. Này, tháo. Máu này. Tháo cái dây ra. Được bấm yên tâm đi, chịu bình tĩnh thôi. Được mà. Vào, bình tĩnh thôi. Nó cắn vào phải đau, con này nó có độc mà. Con này nó có độc. Giờ bà đắp rồi sư phụ cho uống thuốc là nó độc nó thải ra ngay bà. Bà cứ yên tâm đi. Bà yên tâm, cái này cũng con làm nhiều rồi. Không phải nó. Cái này sư phụ cháu cứu nhiều người rồi mà, bà cũng biết đấy. Gần đây. Đây, bây giờ bà uống cái này đi. Bà uống cái này đi. Uống cái bát này đi. Tất nhiên là nó sẽ vẫn buốt, nhưng mà tí nữa là nó sẽ tỉnh. Yên tâm. Bà uống vào tí nữa là nó đỡ mà. Còn buốt không? Bà còn buốt không? Nó còn đau à? Cái này phải một lúc sau nó mới đỡ được, chứ nó không đỡ ngay. Sau một tiếng hơn tiếng sau nó sẽ đỡ buốt đi. Đi từ từ bà. Bà yên tâm nha, cái này không được gì đâu. Cháu chữa được mà. Có bà thấy bọn nào kia này bà hả? Bà trả tiền cháu. Không phải tiền bà. Tiền nông gì bà. Không phải tiền nông gì đâu. Bọn con làm cái này là làm giúp bà thôi. Ở ngoài bọn con còn đi ấy không lấy tiền được mà. Bà cảm ơn cháu nhé. Vâng, bành đưa bà về nhé. Bành đưa bà về bên nhà cho bà nghỉ đi. Dù bành xem như nào đưa bà về đi. Đưa bà về bên nhà cho bà nghỉ. Nếu mà bà thấy có hiện tượng gì bà lại báo lại với lại sư phụ với bọn cháu nhé. Mọi người ạ, đây là một cái củ của một cái vị thuốc rất là đặc biệt nhé. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người ra cái vườn của mình. Mình có dòng hai vị thuốc đặc biệt để dùng để chuyên đặc trị chữa rắn cắn nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mọi người đi theo mình đi. Cái nguồn này sư phụ. Đây, em quay gần lên cho mọi người xem. Đây này. Mọi người có thể nhìn thấy cái hoa của nó màu tím nhá. Đấy, và cái lá của nó đây. Thế còn đây là cái củ của nó mọi người ạ. Thì cái cây này ấy thì mình ở nơi mình đây mình gọi là cây bạch chỉ lam mọi người ạ. Đấy. Cây bạch chỉ lam này. Đây là cái củ bạch chỉ lam nhá. Nhiều người cứ hỏi bảo là cây củ mì hay là cây gì ấy, thì mình đây hôm nay mình cho mọi người xem này. Đấy, cái cây này là cái cây bạch chỉ lam mọi người nhé. Bạch chỉ lam này ấy, thì nếu như lá tươi này thì có thể dùng để đắp vào cái vết rắn cắn ấy, thì nó sẽ làm mút chất độc ra. Thế còn cái củ bạch chỉ lam này mình lấy về thì cái cây bạch chỉ lam này nó có một cái đặc biệt là cái củ nó ở cái thể loại như kiểu củ sắn ấy mọi người ạ. Thì mình có thể là lấy củ của nó, khi cây nó lớn lên mình lấy củ của nó xong mình đào lên như sắn ấy, mình bẻ lấy củ, còn đâu mình để lại thì nó sẽ lại đâm cái củ khác ra mọi người nhá. Đây là cây bạch chỉ lam này. Đấy, còn đây là tiếp theo sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây rất là quý nữa của mình nhá. Đây cho mọi người xem này. Cây mấy hôm mưa nó cũng tốt, cỏ nó tốt này. Cái này cái gì sư phụ? Cây này thì phải để nhổ bớt cỏ ra cho mọi người xem mới nhìn rõ được nó. Lắm cỏ á. Cái này mấy hôm trời nó mưa nhiều cỏ lên nhanh. Đấy. Cái này mưa to. Đây, em có thể cho mọi người xem rõ cây này. Đây mọi người nhá. Đấy. Đấy. Đây là mấy cái mầm con của nó đây mọi người này. Mầm con nó đang lên này. 3 mầm. Đây, 1 2 3 mầm này. Mọi người, thế còn cái cây này nó là cây kim vàng. Đấy, lơi thì gọi là cây kim vàng, lơi thì gọi là cây vàng tím. Nhưng mà ở mình đây là mình gọi là cây kim vàng mọi người nhé. Thực ra cây kim vàng ấy là dùng lá chứ không dùng củ như cây bạch chỉ lam. Bạch chỉ lam là mình dùng củ và lá. Nhưng riêng cây kim vàng này thì mình lại toàn bộ dùng lá. Đấy. Áp dụng cho với rất nhiều loại rắn. Đấy. Mình vặt cái lá này này. Vặt cái lá này. Mình giã ra. Giã ra xong mình cho nước lọc vào mình lọc, lấy nước uống. Thế còn cái bã của cái lá cây kim vàng này thì sẽ kết hợp với nhựa của cây đu đủ, nhựa quả đu đủ ấy. Thì nó sẽ cái nhựa của quả đu đủ ấy nó chỉ là một vị thuốc thôi mọi người nhé.
khi nó kết hợp với cái lá này đắp lên vết thương bị rắn cắn này, hai cái vết lanh bị rắn cắn này, nó sẽ mút được chất độc ra. Mút chất độc ra này nó sẽ tránh được vấn đề hoại tử của cái vết độc do con rắn nó cắn. Rồi trước khi mình chữa thì mình phải xác định rõ là bị con rắn gì cắn mọi người nhé. Chứ không phải là mỗi một loại rắn độc thì nó thường thường là nó gần như cũng có đặc, một chút đặc tính chung, hoặc là nó sẽ có cái đặc tính riêng của nó, nên sẽ chữa theo kiểu khác nhau. Đấy là hai cái cây thuốc này rất quý mà mình đã dùng rất nhiều năm nay trong nhà mình rồi. Thì mọi người nếu như ở nơi địa phương nào có hai cái cây này thì lên trồng trong nhà để phòng nhé mọi người nhé. Thế còn cái video của mình thì mình sẽ kết thúc ở đây mọi người ạ. Vì là bà lão này cũng là hàng xóm của nhà mình thôi, chứ không đâu đi đâu xa. Mà thường thường thầy trò mình đi chữa là không lấy tiền. Thì mọi người xem video thì thấy hay, ý nghĩa, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ thầy trò mình nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.